Báo giới Australia đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc. Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, truyền thông xứ sở chuột túi cho rằng đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ, sẽ là thách thức đối với Sóc Gio. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 trên sân Mỹ Đình. Dân Trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Australia đã có chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc ở loạt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thất bại 1-3 trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, truyền thông xứ chuột túi vẫn tỏ ra thận trọng. Trang Sporting News của Australia bình luận, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước một cách đầy bất ngờ trước Saudi Arabia. Họ chỉ chịu thua chung cuộc 1-3 do bị thẻ đỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến bộ đáng kể trong khoảng một thập niên qua. Trận đấu gần nhất của họ trên sân nhà chứng kiến đội này đánh bại U21-0 hồi tháng 11 năm 2019. Sporting News viết thêm, cũng theo báo này, Australia tuy có chiến thắng dễ dàng trước Trung Quốc cách nay ít ngày, đồng thời về lý thuyết đội tuyển Trung Quốc có thứ hạng cao hơn tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thực tế trên sân vào ngày 7 tháng 9 tới đây có thể sẽ rất khác. Sporting News nhận định, Australia không thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này có thể tạo ra nhiều thách thức cho Sóc Gio hơn là so với Trung Quốc. Cho dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho đội tuyển Việt Nam buộc phải tiếp Australia trên sân không có khán giả, nhưng khí hậu ẩm ướt tại Việt Nam vẫn đang chờ đợi và có thể gây khó khăn cho Sóc Gio. Sporting News nhấn mạnh, đội tuyển Australia đã có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên đấu trường quốc tế. Họ đang hướng đến trận thắng thứ 10 ở sân Mỹ Đình. Truyền thông nước này không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trang Sporting News cho biết, Sóc Gio đã có chiến thắng thứ 9 liên tiếp, đội tỏ ra đặc biệt sắc bén trong trận đấu ở Qatar, gặp Trung Quốc, dù trước đó toàn đội chỉ có 2 ngày tập luyện cùng nhau. Với khả năng các trận đấu có thể được tổ chức trở lại trên sân nhà của Australia vào tháng tới, hai chiến thắng ở sân trung lập và sân đối phương hiện tại sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Gerhard Magnow có cơ hội lần thứ 5 liên tiếp giành quyền vào vòng chung kết World Cup diễn ra vào năm sau. Vẫn là trang báo của xứ chuột túi nhấn mạnh về tầm quan trọng của trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Đối với Australia,